Quickly, number one, don't look at others' flaws. Không nhìn tới lỗi người khác. Very important reaction. Always looking at and commenting on others' people's flaws, like I did this morning. Chẳng như không nên nhìn lỗi người khác. Chiếu sáng tôi nói rất hơn một tiếng hồ nói về lỗi người khác không. May không có ai nghe. Lucky no one heard it. Number two, towards angry people, always practice kindness. Nhìn đối với giận thì mình tu cái tâm từ. You learn to develop kindness towards the people who mean you harm. Cái người ta giận dữ, ta muốn hại mình tập phát triển cái tâm từ bi, cái từ tâm đối với họ. Very difficult to do. Rất là khó. Because these people, when they're angry, they're not normal, and there's nothing they're not willing to do. Khi mà ta giận rồi, thiếu cái lý trí, nó không có bất cứ gì cũng sẵn sàng làm. Anh đã đối với người như vậy, sẵn sàng hại mình. They're willing to hurt us, they're willing to harm us, they're willing to slander us. Họ giận, họ sẵn sàng hại mình, họ sẵn sàng giết mình, họ sẵn sàng phỉ báng mình. And yet, you learn to still have a mind of kindness towards them. Dẫu dầu như vậy, mình vẫn có cái tâm từ để họ như thế. Okay, very difficult to do. Number three, you often speak of causes and conditions. Mình chưa nói cái nhân duyên. What does it mean? What do you mean? Why do you speak of causes and conditions? Mình nói cái những cái nhân duyên để làm cái gì? Yes, Randy. Why do you speak of causes and conditions? Because it's
actually the source of why everything is the way it is. So I think it speaks to wisdom. Even more directly, when you speak of cause and conditions, you need to think about cause and conditions when you are addressing stupid people, confused people. Tại sao mình nói chuyện nhân duyên? Mình nói chuyện mình phải biết dùng cái nhân duyên, tại vì cái người mình đang nói chuyện đó họ dốt nát để sợ. They're confused. To these confused people, there's nothing you can do. Yeah, những cái người mà nhân duyên, mấy người mà bị mê hoặc rồi, khó mà nói người ta. You have to give them the truth. You have to give them help them understand why things are the way they are. Giúp cho họ thấy tại sao cái sự kiện, cái tình trạng nó như vậy. Okay. In Buddhism, everything happens for a reason. Trong Phật giáo, tất cả nó xảy ra vì có cái lý do. Nothing happens haphazardly. Không phải nó xảy ra một cách hời hợt đâu. Cái gì nó có nhân duyên. Everything has some causes and conditions. Tất cả cái cảnh giới, cái việc gặp đó, nó có nhân, có duyên. What is the difference between cause and condition? Cái sự khác biệt giữa nhân và duyên là sao? Nhân là gì? Duyên là gì? Cause refers to the direct correlation between the source, the reason for the state. Nhân là nó ám chỉ vào cái sự kiện mà rõ ràng nó tạo ra cái hoàn cảnh ngày hôm nay. For example, if you hurt someone, nếu quý vị hại người khác, okay, then it is a cause for you to be hurt in the future. Nếu như quý vị hại người ta, thì trong tương lai quý vị sẽ cái đó, cái hành động đó là cái nhân để quý vị để trong tương lai sẽ bị hại lại. Similarly, if you help others, cũng tương tự như vậy. Nếu thay vì hại người ta mà quý vị bỏ sức ra giúp người ta, you help others, then in the future that is a cause for you to be helped. Nếu như vậy thì trong tương lai quý vị sẽ được cái nhân, được cái là cái nhân, cái hành động là cái nhân để trong tương lai có người khác sẽ giúp quý vị. Okay, in Buddhism, nothing goes to waste. Nói cách khác, trên Phật giáo mình rất là chính xác. Buddhism is very precise. Nothing ever goes to waste. Không có cái gì mà phung phí. Whatever cause you plant, you get the proper retribution. Cái vị trồng cái nhân gì sẽ được kết quả đấy. The Chinese say, you plant the seeds for melon, you get melon. Plant the seed for apple, you get apple. Người ta có câu, nếu khi bị trồng, is it apple or melon? I know it's melon. Qua, trung, trung qua, tớ qua, trung tổ. Trung tổ. And if you plant the seeds for beef, then you get burritos. Hoặc là nếu khi bị trồng đậu, thì quý vị sẽ được burritos. Okay, any questions? Okay, so that's cause is the direct relationship between that event and what happens. Cái nhân là cái có cái sự liên hệ and nó thẳng. Okay. What about condition? Còn cái duyên là sao? Duyên, conditions are the aiding causes. Duyên là những cái trợ duyên. You will hear more from the aiding conditions. Trợ duyên. Meaning that if the cause is the seed, là như cái nhân đó, là cái cột là cái hạt, cái chủng tử, then the conditions, the aiding conditions might be water, sun, fertilizer, or the earth itself.
Nhưng nhân là cái quả, là cái hạt đó. Thì cái duyên có thể qua duyên, có thể là mặt trời, hoặc là nước, hoặc là hơi nóng, hoặc là đất, thì những cái trời duyên để cái hạt, cái chủng tử nó nảy ra. Those are the aiding conditions for the seeds to mature and sprout and grow into something. Okay. You don't necessarily need the conditions, but if they're present, it facilitates the growth of these causal seeds. Duyên là chỉ chờ thôi, không phải cần thiết và quan trọng nhất. Any questions so far? So when you have something that is difficult to deal with, hay như quý vị gặp một cái hoàn cảnh, một cái cảnh giới mà khó chấp nhận. For example, you sick, quý vị bệnh rất là nặng. Or other mishaps in your life, hoặc là có những cái biến cố khác rất là khổ tâm. Then this is when the bodhisattvas who have wisdom can look at the causes and conditions and explain them to the people involved. And nếu như cái người mà Bồ Tát mà có trí huệ là sẽ có thể nhìn thấy được cái nhân duyên của những cái sự kiện nó không tốt nó xảy ra bây giờ để cho mình có thể sửa chữa. I remember going, this is a story that is very close to the heart of my elder Dhamma brother. Tôi nhớ cái người sư huynh của tôi đó, lúc trước á, là ở bằng một thành với tôi. We left the home life together in the Master Shenhua. And after a few months, Master Shenhua passed away. Sau vài tháng, Ngài Kinh Hóa tự, Ngài bỏ chúng tôi lại đi. And so we felt deserted. And so when it's time, 10 months later, when it's time for us to receive our Shami precepts, after we receive 10 months Shami precepts, and there was an opportunity to receive the Mikshu precepts. Thì sau khi thọ tỳ kheo giới, sau khi thọ sa di giới 10 tháng rồi thì có cái đại giới đạt để thọ tỳ kheo giới. And so both he and I and the other Shami, three of us, requested Heng Lu, the abbot, acting abbot of the city of 10,000 Buddhas, for permission to receive the full ordination. Thì đó chúng tôi, ba người sa di, nó tới gặp thầy Heng Lu. Thầy Heng Lu lúc đó là phương trưởng. Còn kẻ đã được phong làm phương trưởng tạm của cái chùa Hoàng Thành với 30 mấy tuổi. And we asked for his permission because he was in charge of the Shami training program. Thì hồi đó thầy Lục là phụ trách cái chương trình huấn luyện Shami. So we need to have his approval for us to become fully ordained. Thì ông có quyền quyết định chúng tôi có được it turns out that the committee had no problem with us receiving full ordination. Thì ra lúc đó thì cái committee á, what committee in Vietnamese? Ủy ban mà chấp hành rồi thì họ không có vấn đề gì cho chúng tôi thọ tỳ kheo giới. Only one person was against it. Có một thầy duy nhất mà chống đối thôi. And happens to be the most important one. And rất là thầy nó quan trọng nhất là thầy Hằng Lục. Because he's in charge of our training program. Thầy Hằng Lục là phụ trách huấn luyện chúng tôi. Mà thầy không đồng ý, chúng tôi chịu. Hằng Lư was against it. Thầy nói là chưa, lúc này chưa phải lúc để tụi tôi nó thọ thì theo nhau. And we that our track. Thầy Hằng Lục không cho tôi kẹt cứng, không thọ thì ta giới được. And of course, it made us very upset. Lúc đó chúng tôi rất là buồn, rất là phiền não. I don't know why, but it seems like Shamis have a lot of restrictions. Hồi đó không biết tại sao
người sa di có phải phiền não nhiều không? Toàn là phiền não không? You think that cultivation is helpful, but it didn't seem to help. Cái gì cứ tương tự như vậy. Sa di tưởng đâu là sa di để tu hành, thế ra sa di toàn là phiền não không? And we're pretty upset. So my Gama brother felt like quitting. And ông Su Minh Tô, ông tính bỏ đi. And that night, he dreamt of Master Shinoi. Tối đó, ngày hôm sau tính bỏ đi, thầy Sinh Hoa tới. He saw Master Shinoi. He saw Master Shinoi in a dream. Thì thấy trong cái giấc mơ thấy ba người đó. He saw Master Shinoi himself. Thầy thấy Ngài Tiên Hóa, cái thầy. They were living in a temple. Được sống trong cái chùa. Okay. And then there's a third monk. Rồi có một người thứ ba nữa, vị tam nhân này. He saw, my Dharma brother saw that himself going to, you know, in the old times, long ago, when you wash your clothes and you hang your clothes out to dry on a wire. Hồi bên Việt Nam, cái thời xưa bên Á Đông, Á Châu, mình giặt áo quần xong, mình lấy cái áo, mình phơi, mình đeo lên cái dây đó. You know, I don't know if it happens to you, Richard. In Vietnam, this is the case. Or China, you go out in the backyard and you hang a wire, some kind of rope, and you drape the clothes over to dry. Still happens today. And he saw himself, Dharma brother saw himself, and he so vivid his memory. He told me every single time I come to visit, tell me this story. Mỗi lần tới thăm thầy, thầy cứ kể chuyện này hoài. He saw himself going to the hanging wire and pulling someone's clothes and throw it down on the ground. Thầy nói là thầy tới cái dây đó, cái áo quần đó, cái áo khô đó, thầy tháo cái áo ra, xong thầy quăng xuống dưới đất. To dirty it again. Cho nó dơ lại. And then the third monk comes along. Cái người thầy thứ ba chạy tới, nhăn mặt la bai bai. He was screaming, said, "Why are you so mean to me?" Cái ông thứ ba nói, "Tại sao mà thầy ác như vậy? Tôi mà sao còn ác như vậy?" And he says, "When I looked at that guy, okay, it was Hằng Lưu." Thầy nói, khi mà tôi nhìn cái mặt cái ông người thứ ba đó, tôi nhận ông ngay lập tức là cái mặt thầy Hằng Lưu. I didn't know exactly, I don't remember exactly the face, okay, I couldn't remember the face, but as soon as that guy shows up, I knew it was Hằng Lưu. Cái người thứ ba tới, mặc dù cái nét là không giống thầy, mà tại vì cái đời trước cái mặt nó khác. See, long time ago, he probably Hằng Lưu looked different. Vì khi trước các cái mặt ông Lưu nó khác. Vì ông này mới nhìn cái mặt, nó biết là ông này Hằng Lưu, but he knew immediately that it was Hằng Lưu in a prior life. So he knew that. Then he understood. Cái bữa tối mơ một cái là thức tỉnh ngay tức. Ông hiểu rằng ngày cũng hóa nhắc. Nói là con biết tại sao không được ngày nên cản con lại đó. So he got the message from Master Shenhua. He says, "You know why Hằng Lưu is against your cultivation nowadays? Because you used to impede, obstruct his cultivation. Hồi trước con chuyên môn phá cái thầy người tu hành. Now you pay, you phải trả lại cái gì?" And not only that, it's a funny thing. I don't dare this to tell this to the women, but it's kind of weird, and they might enjoy it too. Cái chuyện nó hết đấy. It doesn't stop here. Cái chuyện nó không ngừng ở đây. And he says, not only did I dream, did Master Shenhua told me about my relationship with Hằng Lưu. Nghe thầy nói là không phải là ngày đêm quá phải giảm chứ biết tại sao. Tại sao có sự xung đột giữa thầy với thầy Hằng Lưu đó, thành thầy mới hiểu như vậy thôi. He abandoned his idea of quitting, so he stayed on. Vì vậy biết như vậy đó,
không 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 không, không, không bỏ đi nữa, ở lại đó để mà trả cái nghiệp đó, to repay his debts. Okay, and he says to this day, đến ngày hôm nay này, okay, he still dreams, have similar dreams. Tới ngày tới until recently, tới cách đây là okay, this is 16 years, 17 years. Cái giờ là 17-18 năm trước. This is 16, 17 years ago. He dreamt of Master Shenmue. Cái này ông tiên hóa báo mộng cho là 16, 17 năm trước rồi. Mới đây thôi, so he recently, he told me that he stopped really having this kind of dream. Gần đây thầy mới nói, gần đây tôi mới hết mơ cái loại mơ này. He used to dream himself walking naked everywhere. And he related the fact he was giving Hằng Lưu a hard time about his clothes. That's why he has no clothes to wear. No. Ông kể, tôi cười, ông nói là ông chuyên môn mơ, ông mơ, bây giờ vẫn còn mơ, trước các gần gần mới gần đây mới hết. Và vẫn đi mơ, là trong những giấc mơ, mình trồng như con nhộng, mà đi đâu cũng là cứ nhớ là tại mình làm dơ áo, người ta không có áo mặc, bây giờ mình mơ, mình có áo mặc. So now in his dream, he has no clothes to wear. So. Okay. So, it's important if you have, you're able to understand causes and conditions, then you stop making mistakes. Nếu quý vị thấy được cái nhân của duyên, hiểu được cái nhân của duyên, thì quý vị sẽ không làm sai lầm. This is what the Bodhisattvas do for us. Đây là những vị Bồ Tát đã làm cho chúng ta, nói cho biết cái nhân của duyên. Okay, that's what Master Shenhua did for my Dharma brother. Ngài kêu quá ngày dài chưa tôi biết cái nhân duyên. Okay. Yes. Yeah. Any condition is completely it's not defined, because the cause when you do something, if you will have the effect, but the condition, the any condition, you have no control, and it's just hot, it's by it's just like this like you, the main culprit, but you have your own helpers. For example, you beat me, but Randy helps you up and stands and laughs. So super right. Okay. You become the main cause. But he, because of his being around, is are the conditions. Okay? To encourage you to beat me more, to give me a much harder time. Okay? And in the future you both have to pay for it, I assure you. Okay? This is Buddhism is so fascinating for that sense, because there's a direct relationship between the action and the consequences. For the Alahai to God, everything we do has a consequence. Everything. Okay? So that's why everything happens for a reason. Thành những cái chuyện nó xảy ra trong cuộc đời mình có cái lý do nó xảy ra, chứ phải bởi những cái ngẫu nhiên đâu. It's not by chance. It happens for a reason. Yeah. But when it happened, is because the adding conditions. So all the combinations, plus the cause and the aiding conditions. You need the cause and the aiding conditions for that to happen. So usually you both, you need both. It's usually rare to see only one cause. Okay, usually one cause and many many aiding conditions. Thường thường một cái nhân á nó có đủ cái loại trời như thế, mình mới trả cái hậu quả được. Okay, we are all interconnected. Mình có sự liên hệ rất là mật thiết trong cái việc tưởng. So, are the any conditions random? Yeah, any conditions are you have no control over. Yeah, absolutely. So you have to pay, but the when you have to pay is kind of random because. Yeah, you have like for example, you have. Not all conditions happen at the same time. Okay, it could happen in this lifetime, next time happens next lifetime, and so on. Okay. But enough so that things mature
and you have to go undergo retribution. Okay? Cái mình cần nhân, cần duyên, thường thường nó đi chung với nhau. Một cái nhân thôi nó có nhiều rất cái trời, rất nhiều trời. Okay. All right. Any questions or comments? Okay, I'll call you Jim Tam Mati. Go. Yes. So, Master, so we you have no control of the 80 conditions? Zero. Yeah. The only thing you have control over is you don't create karma. Cách duy nhất một cái vị có cái sự tự chủ, cái vị không tạo nghiệp. You create karma, okay? Remember, what is the cause of something could be the aiding condition for something else. Một cái nhân của một cái sự kiện này có thể là cái trợ duyên của một sự kiện khác. Okay? It's all meshed up. No, liên kết với nhau một cách trùng trùng duyên khởi. Một cách nào quý vị biết cái nào bắt đầu, ngừng lại. You don't know where it begins, where it ends. Okay. Don't be too attached to it. Đừng có chấp trước quá. Just the concept here is that there is you planted this the reason for things that happen to you right now, especially your stupidity. Vì lý do nó xảy ra là tại vì mình đã trồng cái nhân đó rồi, mình chịu. Okay, and the only reason. It's too late now to complain about the tham phiền cũng chừng đó thôi. Okay. If you don't like it, the reason you want to understand the cause or conditions for it because you want to see a relationship and you understand the dharma, the principle behind it, so that you stop making mistakes, stop creating offenses. And cái vị quan trọng ở chỗ này là nếu quý vị thấy được cái sự liên hệ, những cái nhân duyên. Với là cái hậu quả đó, thì quý vị sẽ không có làm chịu điều sai quấy. This is part the important part of teaching. Cái phần giáo huấn ở chỗ đó. Sometimes we need to wait for the conditions, causing conditions to occur so that you can link them to the behavior, certain behavior when you want to educate someone. Như vậy con cái mình cái ngôn mình đợi, mình phải đợi, mình chỉ nói trước mình biết là mình trồng cái nhân này. Sometimes all you can do is say, this is the seed you planted, this is what you're gonna get down the road. Mình chỉ có thể nói cho nó được á, là lỡ dài trồng cái nhân này trong tương lai sẽ có kết quả đó. Okay, it's down the road, you have to pay for it. Okay, trồng cái nhân sẽ phải làm kết quả đó. Thì mình phải đợi thời gian để đứa con cái mình thấy được cái đó, nó mới tin được. And you need time for that to happen, for you to, for your work to be credible. Okay? You can't force it, you might not let it. Especially when you want to educate your children, you have to be very patient. Cái chuyện mà những cái vị lúc mà người cha, bậc cha mẹ phải chú trọng cái chuyện này. Mình chỉ nói trước cho nó biết thôi. Cho mình chỉ nó phải được cái nhân duyên thôi. Rồi để cho nó tự thấy, tự khám phá. All we can do is show them the cause and the conditions of their actions and let them discover themselves the price they have to pay. Cuối cùng cái đời cho nó cái cơ hội cho nó thấy được cái hậu quả của nó. Okay. Don't do it like a typical, đừng có làm như những cái bậc cha mẹ thông thường. You're so afraid of the consequences, you stop your children from planting the causes. Cái gì? Cái bậc cha mẹ thường là sợ cái hậu quả. Anh không cho phép con cái mình trồng cái nhân luôn này. You overprotected. Như vậy cái gì là quá đáng. It's their lives. Đời của nó. Mà đâu có cấm được. You cannot stop them from hurting themselves. Okay? Nó muốn làm quấy thì nó trong đời nó mình phải chấp nhận cái chuyện đó, không thể ép nó được. Okay, but the cause and conditions will be will will uh, will uh,
make your makes you more credible. Thấy được cái nhân duyên thì là mình có cái sự tín nhiệm hơn. Okay. Number four, they always mindful of body. Cái pháp thứ tư, pháp cuối cùng, đó chuyên môn tưởng niệm tới Bồ Đề. Why? Tại sao như vậy? Đã qua gần tại sao tưởng niệm Bồ Đề làm gì? Mình đi Hawaii vẫn tưởng niệm tới Bồ Đề. For example, you go to Hawaii, you still think of Bồ Đề as well. Tại sao? Why should you always be mindful of body? Tại sao mình phải chuyên môn tưởng nhớ tới cái Bồ Đề? Yeah. He said, explain the season become a Buddha. Bồ Đề là Phật. Body is enlightenment. Bồ Đề là giác ngộ, là Phật. Okay? So you always mindful of Buddhahood. Mình nhớ tới cái quả vị Phật, mình nhớ tới cái chữ giác của mình. Okay. Để làm gì? What for? How is it protective of the good roots? Nó như vậy mà mình không mình giữ bảo tồn được cái thiện căn của mình. Thưa thầy, có một nghĩa là để nhắc nhở mình về cái lòng từ bi. Says you reminds you of great compassion, kindness and compassion. Yes. Nhớ về lòng từ bi. What else? It's very fundamental to your existence. Cái này là cái sự một cái căn bản quan trọng trong cái cuộc sống của chúng ta. What is the purpose of life? Have you ever wondered? Quý vị có bao giờ tự hỏi mình sống để làm gì không? Have you found that? Sống làm gì? What do you live for? Routine. Ni hồ chế tố sư mô. Hôm nay, mình sống với người mà chúng ta hoàn trại, hoàn thân, hảo trại, hoàn trại. Nếu mà chị em sống trả lại mà chưa hảo hảo được bỏ, chúng ta chân ta 碰到正法的时候，我们是要真的要来修正法，要改变我们的一生。像你才说，是比较活得有意义。He says that when originally when she first came to our earth, she thought she came here to repay her debts. Yeah, right. You buy that? Yeah. Well, I know that. Lúc đầu mà tới đây mà tưởng mà tới đây thì mình đã nợ, tới nay giờ nói ngon lành. I would never come here to repay my debts. Tôi không bao giờ tới đây mà trả nợ. I would refuse to do that. It's no fun in it. Mình trả nợ nó có gì vui đâu. Why would you want to come here and trả nợ? Why would you want to come here to repay your debt? What's fun in it? I don't believe that. Tôi không tin bạn. But anyway, moving on. She says, I'm here to repay my debts. And then she realizes that as she encounters a proper dharma, then it makes sense to cultivate the proper dharma so that you siêu chân pháp. So why? Is it? Now she's making an excuse why she wants to go slow. This woman is very, very subtle. Yeah, she sells herself in a very subtle way. Basically, when I ask her, she's afraid she needs to justify herself why she's doing things. I didn't mean to put her on the spot, but she heard it as that.
let's see, how can I make sense out of my life? She's working at it. Okay. But she's got the drip. If you're confused, then the Chinese say, you 醉生梦死. They say that you're born drunk and you die dreaming. Người Trung Hoa có cái câu gọi là chơi xem là lúc mà sinh ra thì say, lúc chết thì như đang mơ, trong giấc mơ. And this is what ordinary people go through, how ordinary people go through their lives. Cái này là cái sự cái đó là cái người phàm phu làm cái chuyện này. They go through lives confused. They have no clues of what's going on in their lives. Họ sống mà họ rất là mê muội, họ không biết tại sao sống. They have no reason. They have no clues. And they do not understand what their life is about. Họ không hiểu rằng cuộc sống để làm gì, cuộc sống họ để làm gì. Surely it has to be more than simply make money. Cái mình nghĩ chứ qua, mình sống á, chắc chắn có ý nghĩa hơn chỉ làm tiền, right? Surely it makes more sense than just making money and to pay for the bills. Không phải là mình chỉ sống để làm ra tiền để mà trả tiền, trả cái lệ phí cuộc đời của mình thôi. Surely it makes more sense than simply indulging yourself. Đương nhiên nó có ý nghĩa hơn là cái gì chỉ làm đi làm việc, làm ra tiền để mà trả tiền nhà. Lối sống xã hội này, this is what we feel is we are entitled to do. Cái này người thường thường khác ai cũng nghĩ như vậy. Họ cần tìm cái hưởng thụ. They seeking what is called happiness, mà tìm cái sự hạnh phúc. The unalienable right to pursue your happiness. Thì trong cái suy nghĩ tôi nói là mình có một cái nhân quyền mà không có thể từ chối được, quý vị có thể tìm, có cái quyền lợi đi tìm cái hạnh phúc của mình. Okay. In Buddhism, we have a different approach. Bên Phật giáo, nhìn có cái cách nhìn khác, cái nhân sinh quan khác. We have a different way of looking at life. Buddhism is about whether it makes sense or not. Bên Phật giáo, coi thì nó có lý hay không có lý. What's the point? Mình sống làm gì? Is that we get married, have a husband, bring children in the world, and then die, all together, grow together and die. Cái mình nghĩ như vậy, mình sinh ra các phụ nữ đó, sinh sống ra xong kiếm được một chồng tử tế, mừng dễ sợ. You found a good husband, you're so happy, be able to find such a good man, a wonderful man. Everyone is giggling now. Yeah. And especially the man's side. and then you bring children, then you have children, and you spend 18 years of your life rearing your children. Bỏ 18 năm đời cuộc đời mình để nuôi con. Another 4 years to work your butt off to pay for the college. Xong rồi cái cô Christy này làm việc xong rồi nuôi con 18 năm trời, xong rồi 4 năm sau cuối cùng đó, tới 22 tuổi mới trả làm việc để mà trả cái tiền đại học chứ. Okay. And then they say, oh by the way, thanks mom, dad, you're wonderful. And then they say sayonara. Xong rồi con cái mình nói, oh cha mẹ vì hoài như sẽ con cái cảm ơn cha mẹ, xong rồi nói thôi vì con từ nhà. And then your life becomes so empty.
Thì thấy không? Lúc đó cuộc đời quý vị nó trống trơn. You have no more purpose in life. Lúc đó cuộc đời không còn ý nghĩa. Think about it. Think about it. You spent 22 years of your life taking care of others. No. Phải không? Mình bỏ 22 năm cuộc đời mình lo cho người khác. Lo nó xong rồi, nó phủi tay nó đi. After they done with us, so we get thanks. You're so wonderful. Now, let me know. Just leave me alone. I don't want to see you anymore. Xong rồi, nó lớn rồi, nó đầy đủ, nó mạnh, nó đủ lông, nó đủ cánh rồi, nó bỏ mình nó đi. And your life now is become so meaningless. Đó cuộc đời mình, nó vô vị không thể tưởng. You know, Tran now is so proud of his young, how old is he now? 15, 16? 17 now? Oh my goodness, so yeah, that's right. He was 15 when he first came here. No, he was 7 years old. Okay, 5 more years. 5 years later, that's it. 5 more years, then you face with the truth by yourself. What is life is about? You have nothing else to do. Nothing else meaningful to do. Think about it. Cái gì nghĩ quá? Con cái mình, nó chiếm hết tất cả phần lớn cuộc đời của mình, thì giờ của mình. Lúc mà nó bỏ mình nó đi một cái, mình chơi mất. When our children leave us, we such us as such a loss. And we lack purpose in life. Đó mình thiếu cái ý nghĩa trong cuộc đời. Think about it. This will happen to almost everyone. Phần lớn, những người phàm phu, những người thường, ta sống như vậy. Okay? It seems like we find meaning in our family, we find meaning in others. Mình tìm có vẻ con người á, tìm ý nghĩa với cái gia đình của mình, tìm ý nghĩa với con người khác. Okay? If your life has only meaning because of others, then your life has no meaning whatsoever. Tôi nói cái điện này, tôi đề nghị cái điện cái này. Nếu như bác Tân Hương, nếu cuộc đời của bác á, chỉ có ý nghĩa nhờ những người khác, nhờ con cái mình, nhờ con cháu mình, thì cuộc đời mình có ý nghĩa. Okay? Your life has no meaning whatsoever. Yeah. I bet nobody here agrees with what you just said. How brave of you. How brave of you. How dare you. I am challenging all of you. How dare you disagree with me. You are a pretty gutsy guy, huh? No one else dare but you. Ông nào giơ tay tôi cũng đồng ý với thầy. Tôi nói thầy nghe, không ai ở đây cũng đồng ý với thầy hết. Tôi nói sao cả gan luôn. Tôi khiêu chiến hết tất cả mọi người, không ai dám nói gì hết, không mình không dám mở miệng nói thôi. Why you disagree with me? Which part you disagree with me? Well, without other people, you don't have anything anyway. Huh? Well, if you don't have other people, you have nothing anyway. Okay. Sure. Ông nào nói nếu như không có người khác, mình có ý nghĩa nhé. Really? Yeah, really. If you have no one else, then you have no meaning whatsoever. Pretty much, yes. Ông nói nếu như không có ai khác thì mình cũng có đời mình có ý nghĩa nhé. Yes, Ruth. 我想，我觉得说每一个人呢，没有遇到佛法之前呢，我们都是凡夫，我们不懂什么，一点都不知，所以我们的追求啊，都是好像刚刚老师所讲的。那么遇到了佛法以后呢，我们认清楚了，是这样子。所以我的看法呢，就是好像刚才我所讲的，以前呢，我是一个凡夫，现在是也还是凡夫，不过呢，是有点觉悟。
知道一些佛法，所以我刚刚讲就是我们又修道又修行才那个能够改变我们下一生的那个生命，是这样子。以前什么都是跟普通人一样的想法，一样的需求。对对。He said, before I understand, before I encountered the proper Dharma, I just like everyone else, didn't know what I was supposed to do with my life. Now she feels that cultivating is, makes sense. Okay. Why? Why is that? Here's my problem with your assertion. Text. This is text, by the way, the guy who dare disagree with me. No respect. Here's the problem. You put all your eggs in one basket. What about in the future? Okay. If you say that your life has no meaning unless unless you have others, tại cái vấn đề như vậy, vấn đề tôi như vậy, nếu cái gì mà có cái thái độ như vậy, là cái gì lầm lầm. Follow what you're saying. Follow what you're saying. But you're not considering that there are a lot of others. You can't just depend on your family, your two close friends, or whatever. You can't do that. You have to consider all. Okay, others. Give me the list then. Give me an exhaustive list. I'm game. Okay. Besides your family, who else do you have? Well, we got 320 million people in the United States. We got a billion or so. I don't buy that. Don't do. We got others. It's wait a minute. People. Okay, I give you an example, a counter-example, okay? Of 320 million people, there's quite a few in you dislike tremendously. True. Like the rock singers. You hate them, don't you? Some of them. No, I'm okay, so definitely it's not 320 million people. Okay, okay, take out the rap singer. Okay. And the politician. Okay. Still leaves a lot. My point is this. Still, your perspective is too limited by time. By time? By time, yes. Cái khổ tôi như vậy, nói như vậy, ông nói như vậy thì ông nói là tôi có gia đình, tôi có nhiều người khác, tôi nói nếu như vậy thì ông thấy ông còn kiếm cần phải. What about your future life? Cuộc đời cái gì sao? Sau này sao? Huh? What about? In future life, what are you doing about your future life? What if in the future life you fall to the house? What are you going to do about it? Let me put it this way. Suppose you know that at the end of this life, you most likely will fall to the house. Okay? It changes your plans, doesn't it? Yeah. Definitely, right? That's what I mean by your time of arrival is too limited, too narrow, too short term. You need to think long term. Okay. Tôi nói ý tôi nói như vậy nè, nếu quý vị mà suy nghĩ chỉ chừng là tôi nói ở tôi, gia đình tôi, những người bạn thân thiết của tôi, những người mà tôi quan trọng cuộc đời tôi, họ đẹp ý mà cuộc đời tôi nói như vậy, tôi đề nghị như vậy nè. Nếu như vậy cách nhìn quý vị còn tiến cận chẳng như nếu như ngày quý vị biết cái đời sau khi mình sẽ đọa địa ngục thì quý vị sẽ suy nghĩ hoàn toàn khác hẳn. Đó là ý nghĩa tôi nói là cái cách nhìn quý vị có tiến cận như vậy. Okay. You need to look, if you believe there's continuation after this life, nếu quý vị thực sự là có tin rằng là có cái cuộc đời sau này, có cuộc đời mới, trong tương lai có nhiều cuộc đời khác. Then the one thing that remains constant is Bodhi. Nếu quý vị tin rằng trong tương lai sẽ có nhiều cuộc đời khác, quý vị sẽ đổi thân khác, thì một cái mà nó không thay đổi, nó không bao giờ thay đổi cái giá của nó. Nếu quý vị biết rằng là còn có tương lai thì quý vị phải lo cho tương lai, muốn lo tương lai phải lo cho giá của nó, tại cái đó nó không thay đổi.
Quý vị trong tương lai có thể làm voi, làm chó, làm giàu, làm vua, làm quỷ, nhiều. Nó không, cái kẻ nhắc là không có thay đổi. I don't care what you're going to be next lifetime, whether you're going to be a king or a queen, a man or woman, you can be a ghost, you can be a god, goddess. Yeah. The one thing that's not changed is body. In every single of your lifetime, body does not change. You need to plan for that. Okay. Bất cứ cuộc đời nào quý vị, cái nó không thay đổi là cái giác ngộ, cái phật tánh của quý vị. Your Buddha nature doesn't change. And that's what you need to be mindful of. Quý vị cần nhớ, tưởng nhớ đến cái phật tánh của mình. If you think that your family, your daughters and your husbands bring meaning to your life, I beg you to think again. Tôi suy nghĩ cho những cái người phụ nữ ngày hôm nay, cái vị nghĩ con cái của quý vị, chồng của quý vị, họ đem lại cái ý, đấy, ý nghĩa cho cuộc đời cái gì, cái gì lầm. Chances are that you are paying your debts. Cái gì lầm là như vậy. Phần lớn cái gì á, tôi đang trả nợ cho chồng, cho con. Anyone dares disagree with me? Ai dám không đồng ý với tôi không? See, when I put it properly, no one dares. Khi mà tôi nói một cách rõ ràng như vậy, không ai dám cãi. This is the case of most women, by the way. I talked to yesterday. Thức's mother came for a visit. Chiều hôm qua, bà mẹ của thầy thuốc của chùa tới tới viếng tôi. She wanted to wish me a good Ulaanbaatar tới để mà and she said she got to tell me her life story. Các bà mới kể cho cô bà cụ 80 mấy tuổi, bà kể cho tôi cái cuộc đời của bà. She told me her life story. She grew up in a well-to-do family. Một cái gia đình bà lúc mà bà mới sinh lên, vừa 18 tuổi, gia đình khá giả. And she married down. Rồi cái ông thầy thuốc đó, ông chồng của bà ở cái làng nhỏ. Bà tới cái làng nhỏ nó chơi mà bị kẹt lại, ông chồng tôi gọi cưới. So she went to a small village for a small break, for small vacation. And when she was there at the age of 18, her husband's family from a small village came and asked her hand. Ông chồng thấy bà thích quá tới chụp, không cho đi về. Okay. And because she didn't get along well with her mother, she said, okay, it's better having a husband than going back and face my mother. Bà đúng tội lắm. Bà nói tại vì bà với ở nhà mẹ con thì không bà mẹ chuyên môn bà đi mà thành ra bà cứ sai họ, bà sai. The entire whatever her mother usually needs to have done, she was the one who has to do it, and she's the one who takes the blame. Everything was wrong. She hated it. So when this man came along, even though she said it very funny, she said, I know that he's kind of lower status in my family, but he's the best thing I've got going at the time. Bà nói nó cười thế sao? Bà nói là, thời đó, thầy biết không, cái nhà con nó khá giảm. my family was well to do. I was lacking nothing. But it turns out my mother and I don't get along, therefore my husband, the guy who came and asked my hand, and even though he's from a small village and he's not well off himself, he's kind of poor, but it's better going back to face my own mother. Chẳng thà mà đi với ông còn hơn là về gặp bà mẹ tôi. So he married him, thinking she got a better deal. Bà mới cưới ông. Bà đồng ý cưới ông. Tại vì nghĩ rằng như vậy, chẳng thà như vậy, tốt hơn là về nhà ở với mẹ mình. He said, boy, was I wrong? Tôi, thầy biết thầy, con khổ dễ sợ. I suffered my entire life. It's incredible. And you know, you think it's funny. But I hear this kind of story over and over.
kể chuyện vị quý vị tụng tiếng cười, quý vị khói vậy sao, rung đùi khói, thấy bài khờ vậy sao, quý vị nghe, biết không? Cái chuyện tôi nghe quá nhiều người kể, dễ sợ. And this woman here, cái bà này tội, không có học, never went to school. And the husband was some sort of low-life teacher. And thầy giáo làng, he teaches at the local village school, okay? No money whatsoever. Not like even like some singers or musician making some money. This guy makes no money. He said, đã không có tiền. He also brings guests home. Đã không có làm ra tiền rồi. Mời khách về nhà. Okay? Doesn't give her money to pay for the guests wine and tea and food. Mời khách về không đưa tiền thêm để mà mua rượu, mua chè, hay mua đồ ăn. What she has to do, nghĩa làm gì bây giờ? No training whatsoever, không biết, không học cái nghề gì, không có chữ nghĩa gì hết. Biết được có vài chữ thôi. Làm gì bây giờ? Bác chị hiểu ý tôi nói không? And she had to find a way to make money. So thành tự động cái nhu cầu phải bác, bỗng nhiên học cái nghề, bỗng nhiên biết buôn bán, she learned how to sell. Buy and sell immediately. This is what all these women do. They buy and sell. They buy low, sell high. Mua rẻ, bán đắt. And she made money herself. Bán rất, làm rất nhiều tiền. Okay. Nuôi cả gia đình luôn. Raise an entire family by herself. Buy a William Hill. This happens to a lot of Asian women, người phụ nữ ở bên Á Châu mà làm chuyện này nhiều. Okay. Tội nghiệp chứ sợ, không có cái giáo dục, không có cái nghề nghiệp thế mà phải lo làm lụng để mà lo cho gia đình. They work the butts off to raise a family because the husband does not bring home enough money. Chồng làm ra tiền, làm như bây giờ. Bất tài vô tướng, phải không bác? Thằng bác gật gà rồi. And got her to agree to be a little bit disrespectful towards her husband. So, that's my point. My point is that women, when you look at the family, the women are the ones who are over in that level, they are the ones who are paid. Not the husband or the children. Và phần lớn, những người phụ nữ trong gia đình mình, người Á Đông mình, là phần lớn từ Christy là những người mà, except for Christy, of course. It's, they're paying their husband and their children. Net. Okay? So I beg all of you to reconsider your situation, because I feel that you feel that your life has meaning unless you have others around you, you're wrong. You simply paying off your debts. That's my point. Okay? It's got me more to life than this. Okay? And the thing that is not changing from lifetime to lifetime, cái nó không bao giờ nó thay đổi hết. Bất cứ quý vị làm cái gì, quý vị có thể thành gì đi được, là cái giác ngộ của quý vị. Your enlightenment never changes. Never ever changes. It means to say, cái giác ngộ nó không bao giờ thay đổi. And that's why the Bodhisattva are so wise. Bởi vậy, những cái vị Bồ Tát họ rất là có trí tuệ. Okay? They anchor the mind on Bodhi because they know they can plan around. Họ khôn khéo ở chỗ. Họ khi nào họ cũng tưởng đến cái giác ngộ, tại vì họ có thể bàn kế hoạch về cái giác ngộ. That you can count on. Cái đó là không có, mình có thể tính được. Okay? And that's how you preserve
những cái roots. Nếu quý vị cái tâm quý vị tưởng niệm tới giác ngộ thì quý vị bảo tồn là cái phước báo của mình. If you plan your life around your wife, nếu quý vị bàn cái kế hoạch của vị cuộc đời quý vị xung quanh vợ quý vị. When your wife leaves, what you gonna do? Khi mà bà đi rồi mà làm gì nữa? Kiếm bà khác. Ước sẽ I will find another one. Two other ones. Two. Yeah, just. Ông nói mà kiếm người khác, kiếm hai người khác không nữa. That's definitely a step. When your wife. Plan your life. Plan your life around your wife is a big step. Okay, and that's the thing that we all have to face. Cái khổ mình như vậy. I know how wonderful it is to be in love. But if you plan your life around your loved ones, boy, are you in trouble. Okay. Any question? I have my ego. Any horror stories you want to tell us? I can tell you. Khổ sở mà muốn kể lại, kể lại cho quý vị đại chúng nghe không? The women side, you have any? That woman, her life story. She spends an hour telling me about her life story. It made me cry. Nghe bà kể tôi khóc. It's so sad. Khổ dễ sợ. Phải bác thân ơi. Cái khổ mà. But he said that her generation, it is they suffer so much that the children have no clues of why they suffering so much. Đó là khổ dễ sợ. Yeah, khổ dễ sợ. Cái thời của bác đó, khổ dễ sợ. In her generation, it's horrible. Now it's just the opposite. And now the new generation, women will have it happy and men have it bad. Yeah, you have to take turns and go back and forth. Yeah, it balances things out. Yeah. Thời buổi nay đàn ông khổ hơn bà xưa. Giờ ở gà không cửa ý cái nó đi vậy, cái tâm sự không có gì đâu. Thời buổi nay, nowadays it's the women who are having made the men who suffer so much when they divorces and make us so unhappy. Now is the men who are sticky. Bây giờ đàn ông là chấp trước, anh bà là women are cruel nowadays. Going back to what you're saying, that anytime you attach too much value to something that's impermanent, you're always going to suffer. That's just the nature. You know, it's not going to stay like that forever. If you put all your eggs in one basket, it's always going to eventually come back and bite. You see, we instinctively go through life investing, aren't we? Quý vị nghĩ là thế quá. Trong thâm tâm mình, khi mình sống, khi nào mình cũng đầu tư hết. For example, Carol invests in her Mikado. Chẳng hạn như cái cô kia đầu tư vào con. She works so hard all day and goes home. Did you do your homework? Did you do your homework? Did you have dinner? And here, have some chips. and she would, and just a minute. Naturally, we do things. We invest in things that are important to us. Cá nhân mình người nào cũng đầu tư vào cái chuyện quan trọng nhất cuộc đời, right? That's what we do instinctively. The Bodhisattvas, I'm telling you this because I'm reminding you the Bodhisattvas, okay? Unlike Jasmine who invests in her nephew and nieces only, the Bodhisattvas invest in Bodhi, okay? Nhắc cái gì nghe, okay? Có những người mà không có con cái mà chỉ đầu tư cho cháu với là cái chắc mình thôi. Okay. Người Bồ Tát người ta đầu tư vào cái Bồ Đề thì instinctively invest in their own enlightenment because they know they can always use it. Tại vì họ biết trước sau là
cái đầu tư nó cũng có giá trị, không bao giờ mất được. Whereas the nephew, when they get older, they become interested in girls and they leave you. Thì hai con có cháu mình đó, khi mà nó lớn rồi nó bắt đầu nó thích con gái rồi nó bỏ mình nó đi. Ok. Alright, any question? Ai thắc mắc gì chưa? Yeah. Okay, so what are the methods of investing in Bodhi? Investing, what can you do to invest in Bodhi? So làm gì để mà đầu tư vào Bồ Đề bây giờ? I can think of a million things. Like million dollars. You never lose sight of Bodhi. Meaning that this life is only transitory. What have you done to get any closer to Bodhi? It's like that. Nằm sau mình đầu tư vào cái Bồ Đề bây giờ. Mình đầu tư vào Bồ Đề một cách mình tự hỏi mình. Cuộc đời này mình còn cái cơ hội mình biết cái khái niệm gọi Bồ Đề. Now you're aware of a concept called Bodhi. What have you done to get yourself, position yourself closer to Bodhi? Nếu có thể biết cái Bồ Đề đó là cái mình muốn tới. You know, it's the most, probably the most meaningful thing you can do for your life is to attain Bodhi. Thật ra phải như vậy này. Ngoài cái Bồ Đề ra, không có cái gì quan trọng hơn cái gì có thể làm được. Okay? If you believe that Bodhi is the most important accomplishment you can have in this lifetime, then you have to ask yourself, what have I done to bring myself, to position myself a little bit closer to now and in the future? Thành ra, nếu các vị tin rằng cái Bồ Đề là cái mục tiêu quan trọng, tối thượng, tối quan trọng của cuộc đời, mình tự hỏi mình đã làm cái gì cuộc đời này để mình có thể tới gần Bồ Đề hơn và đời sau mình có thể tới gần Bồ Đề hơn. And I may assure you one thing, now the text mentioned it, bây giờ ông Gia Trang hỏi tôi mới nói thành thật nói cái gì nghe. One thing that's so important, bring so closer to Bồ Đề. Quý vị biết cái nào gần nhất Bồ Đề là gì không? Small commercial. Quảng cáo biết thôi. Biết thôi không lại. Not funny. Tell me. Tell me something I can do. Yes, you can do. Okay? There's so many things you can do to position yourself to be closer and closer to Bodhi. Maybe, quý vị có nhiều chuyện làm, có thể làm, mà có thể giúp mình giác ngộ sớm hơn. Because here's why you want to be mindful of Bodhi. Tại sao? Thế lý do tại sao quý vị muốn tưởng niệm tới Bồ Đề? Because Bodhi is true happiness. Tại vì Bồ Đề là cái sự hạnh phúc chân thật. Anything else that you consider to be joy other than Bodhi is not true happiness. Tại vì bất cứ cái gì nào khác ngoài cái Bồ Đề đó không phải là cái hạnh phúc chân thật. Okay? And let me tell you something. Nói cái gì về chuyện này nữa. Okay? Cái Bồ Đề, the Bodhi that I'm talking about is incremental. Bồ Đề tôi nói này, cái Bồ Đề này, nó có cái tầng lớp. It's not simply Buddha, nó không phải là Phật quả đâu. Mà cái này là cái giác ngộ. This is enlightenment I'm talking about. Enlightenment has many gradations, has lots of gradations. Cái giác ngộ nó có nhiều cái tầng đó, có nhiều cái trình độ khác nhau. But if you make it, excuse me, you make it to, what is it, what did I eat today? Oh, mới xin cái chè, mới xin cô cháu. I'm kidding. Ate too much today. Nếu quý vị đạt được cái Bồ Đề, if you
reach the first level of morning, you are so happy. Now when you take the name of the movie, you will be helpful. Not limited, then you really enjoy it. It is incredible, incredible, blissful. When you take the each day, the two missions. Okay? And I urge you, this is why the Bodhisattva can be always mindful of the Buddha. Bởi vì vậy, các vị Bồ Tát mới luôn luôn có thể tưởng niệm được cái Bồ Đề. Tại cái Bồ Đề nó rất tuyệt vời. Because Bodhi, they are mindful of, is a nice one, which is incredibly wonderful, incredible, and wonderful, inconceivably wonderful. Tại cái Bồ Đề này, cái giác ngộ này, nó tuyệt vời, nó bất khả tư nghị, không thể nào diễn tả được, cannot be described. It's unique, nó đặc biệt. And that's why once you have it, you never forget it. Một khi cái gì có rồi, không ai quên. So it's not like the Bodhisattva walks around and say, Bodhi, 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 Bodhi. Okay. Đứng nghĩ Bồ Tát này khi đi đâu, xoay lưng là một cái là nói Bồ Đề, Bồ Đề, Bồ Đề, Bồ Đề. Không có. They never forget, không bao giờ quên. Khi mà thấy được cái giác ngộ rồi, họ không bao giờ quên. Once they see enlightenment, once they experience enlightenment, they will never forget. Okay, any questions or comments? Until you reach it, cho đến khi quý vị mà đạt được cái Bồ Đề rồi, okay? You don't know what fun really is. Quý vị không biết được cái sự sung sướng thực sự nó ra sao. Because the pleasure you experience is always mixed with displeasure. Tại vì trước khi quý vị đạt được cái Bồ Đề này, cái giác ngộ này, cái sướng của quý vị đó, nó bao giờ nó cũng xen kèm với cái bất hạnh. Okay? The food you eat today for lunch, the wonderful food, the great food we eat today for lunch, so always accompanied with gas afterwards. À, như quý vị ăn no một cái rồi, ta chịu là ở hơi đó. Okay? It's pleasure, displeasure, all inter mixed. Và bây giờ sướng, tức là cái không sung sướng nó có chung với nhau. You feel so good, and then the moment you stop. The moment you no longer experience them, you feel miserable. Okay? And that's the nature of all the pleasures that you experience right now. Whereas Bodhi, it's by itself. Nothing. When you experience the enlightenment thing, then it is absolute. Okay? Và cái giác ngộ nó đặc biệt ở chỗ đó. Cái gì khi mà thưởng thức được cái giác ngộ nó tuyệt đối. Nó không có đối đãi. The enlightenment is not relative. The enlightenment is only one thing. Cái giác ngộ nó có một thể thôi. Nó không có đối tượng. Okay, any questions? Ai thắc mắc gì không? Questions or comments? Anyone awake? Ai vẫn còn tỉnh nữa không? Okay. Okay, so going back to the question, to summarize. How do you invest in Bodhi? Làm sao mình trồng, mình đầu tư vào làm Bồ Đề? Okay. You invest in Bodhi by doing everything you can to draw nearer to. Mình đầu tư vào Bồ Đề cách mình dùng hết tất cả cái khả năng của mình để mình ngày mình tới gần. Okay?
Because that is not wasted. Bất cứ cái vị đầu tư vào khi vào Bồ Đề không bao giờ phí phạm hết. You invest in yourself, he'll leave you one of these days. Cái vị đầu tư cho cháu mình, trước sau nó cũng bỏ mình đi. Any questions? Tôi cảm đoan nó là chắc chắn không cách nào đi chạy nó được. There's no way for you to avoid. Questions? Ai thắc mắc gì không? Okay, very good. Next slide. Number 25, they will be praised by the sages of the 28 benefits. Nói về bộ 28 cái lợi ích của tụng kinh Địa Tạng này. Chư thánh tán thán. Meaning that the sages, meaning Buddhas and Bodhisattvas of the 10 directions will praise you. Phật với Bồ Tát của mười phương sẽ khen thưởng quý vị. For having cultivated superior blessing, tại vì đã trồng cái phước báo thù thắng. The Erstwhal Bodhisattva Sutra is one of the superior Dharma doors you can find. Cái pháp mà Địa Tạng này, pháp môn Địa Tạng này có nhiều cái thù thắng rất rất là tuyệt vời. Because in the great sastra it says Bodhisattvas listen to the deep and profound inconceivable Buddha Dharma and they did not give rise to skepticism. Tại vì trong cái đại luận đó, cái luận mà cái phần mà nói về trí huệ, người có trí huệ biên ra nguyên một trí huệ được cho những người có trí huệ thì nói rằng những người Bồ Tát khi mà nghe tới những cái giáo lý mà bất khả tư nghị khó mà tin được, rất là thâm sâu, rất là khó hiểu về Phật giáo, thì họ hoàn toàn không có một cái nghi ngờ nào hết. They absolutely give rise no skepticism to no skepticism whatsoever. Cái người Bồ Tát á, nghe Phật pháp tự động hoàn toàn không có nghi ngờ. We are talking about the Buddha Dharma here. We're not talking about just anything. Okay. When the Bodhisattvas hear, listen to the Buddha Dharma, they have no doubt whatsoever. Cái này cái đặc biệt của những ngài Bồ Tát. Ngài nghe pháp á, nghe Phật pháp, ngài không bao giờ nghi. Questions or comments? Ai có ý kiến thắc mắc gì không? What is meant by this is that the Buddha Dharma is multi-layered, very profound. Cái Phật pháp cái ý ở chỗ này là như vậy. Cái Phật pháp nó có nhiều cái tầng lớp, có nhiều rất là thâm sâu. Buddha Dharma actually is very profound. Thì ra cái Phật pháp nó sâu dễ sợ, rất là sâu. Yes. Why does the Chinese have the word regret in it? Hui. Why do they have the word regrets in there? Because the Chinese want to be different. Cái hồi đừng có hỏi tại sao chữ tàu nó có chữ có cái chữ là tiếp. I'm not sure that it means regrets here. Maybe it's the old use of yi hui, meaning that yi hui here means hui here means that dissonance, discord, not regrets. Am I making sense? Meaning you hear something, you hear the principles, you don't quite agree with it. That's what I meant by hui. Am I making sense? Does it make sense to you? That's how I read it. Bắt bẻ tôi, bắt bẻ người Tàu, bắt bẻ mới khổ chứ. Nhưng người Việt Nam bắt bẻ mình còn bịp vào được. Thế vì tưởng nó pháp dễ, mình dùng chữ Tàu
Nhưng người ta hỏi mình cứng lưỡi luôn. Người hỏi là tại sao cái chữ nghi đó, chi tàu có cái chữ quỷ là hồi, hối có nghĩa là mình hối hận. Tại sao cái nghi mà hối hận ở trong? Hỏi ác ôn dễ sợ, ác ôn không còn gì cầm không? Ai mà hỏi cái ác kiểu gì? Thì tôi mới nói là đây là cái chữ tàu bởi mình chế dễ sợ. Gì cho hỏi tôi là tôi chế là ráng là gì? Tôi nói là ô có biết không? Tôi có tàu, tôi về tàu, tôi không hiểu. Tôi theo những người Việt, tôi mà nghe chữ tàu này, tôi có hiểu cách khác. Tôi nói đó, lời cái chữ hủy, cái hối này không có nghĩa là mình hối hận. Hối này có nghĩa là mình không có đồng ý. Mình nghe cái âm thanh, nhưng đều có tâm mình đó. Mình không đồng ý với cái lời nói. Ok? Cô Hiền Nhã nghe đâu, hiểu ý tôi nói gì không? Cái tâm mình á, mình nghe, mình không đồng ý nữa, chứ không phải mình hối hận. Chỉ hối này có nghĩa là cái tâm mình nó bị chọn. Thế tôi xạo đi sao? Mà nó cũng đi như thế. Chị bái đó. Nhi xem xin của mà. Chị xin ai cho ai cỡ gì mà. Nếu có chị em xin cho cơ, nó là ý người cũng ngay sơ. See, you have to understand when you have doubt, the doubt manifests itself in terms of hesitation. That's the way. Không đồng ý, lắc lắc đâu, đầu lắc từ quậy. This is before your head even goes like this. Before Carol's head goes like this. No. This before your head goes like this, your mind goes like this. That's for you. Okay. You get it? Your mind goes like this first before your head goes like that. That's for you. Tại khi mà quý vị mà nghe mà quý vị không đồng ý á, là cái tâm quý vị nó lắc đầu. Rồi cái đầu quý vị mới lắc sau. You get it? I'm based on facts. But that's how I explain the Chinese. Tôi giải cái đầu như vậy. Okay. Any question? Ai đang mắc gì không? Okay. Now, you have to understand. The Buddha Dharma is multi-level. Cái gì nghe. Cái Phật Pháp nó dễ sợ lắm. Phật Pháp nó có nhiều cái khía cạnh quá đi. There's so many facets. You're coming from the East, it looks different from coming from the West. Cái gì từ nhìn phía Đông tới nó khác, cái nhìn phía Tây nó khác. Ok? And I tell you this funny story. Thì cái chuyện này, tôi cười. There's an elder who invited the Buddha to his home. Có một cái vị trưởng lão giàu có, rất là giàu có. Very, very rich. He invited the Buddha over to his house for an offering. Mời Phật tới đỉnh cúng dường. And so he built a house and hired the best chefs and then put a feast for the Buddha and his 1,255 disciples. Chỗ đó Phật đi đâu có 1,255 vị đi theo chung. Thành mời Phật đi ăn một cái là phải thiết cho tôi 1,255 vị thôi. Không làm giàu lắm. Không mướn đầu bếp về rồi làm cái tiệc ở nhà. So he organized a banquet in his backyard for 1,255 people. And then he offered the feast to the Buddha and said, Buddha, I have a question for you. Cúng xong rồi, cúng ăn xong rồi, mới hỏi Phật. Nói, bấm bích thế cô, còn có một câu hỏi. I said, Buddha said, yeah, what is it? Buddha knows that it's not good news when this guy has that kind of attitude. Cái thái độ biết là không xong tới nơi.
He says, Buddha. Cái tụi nó ác ôn ôn vì cộng nó khác cái gì nghe mấy chuyện tôi rợn tóc gáy. When I hear this story, my hair is standing behind my head because I was so struck with these people. Tôi sợ mấy loại người. He says, I kill, I cook, I offer it to you. Okay, ông nói, tôi sát sanh, tôi nấu, xong rồi con cúng lại cho Phật ăn. The sin is yours. Cái tội là tội của Phật, là tội của con. Phật ăn mà. You eat it. Ác dễ sợ. Mình nuốt cái xong rồi bây giờ mình móc hổ thôi. Not you. You can't go like this. Not afraid. Đừng có móc hổ mình được. Làm gì bây giờ? Bây giờ mình biết là đồ mình ăn là đồ của tôi thì now we find out it's meat. Ask yourself, think about it. This he does it to the Buddha. And let him eat the whole feast before he tells you. Mời Phật tới, đàng hoàng theo đúng pháp thỉnh pháp tới mời Phật tới, đem đồ ăn nó cúng dân cúng dường đàng hoàng. Cúng Phật ăn hay xong rồi ngon lành ngon đi rồi. Ok, đứng dậy cúng cái bao bì thơ đỏ. And he after they ate the feast. He stood up and then offered, you know, the red envelopes, cái bao đỏ đó, cúng một người. Okay, this is Chinese. Okay. This is not quite true. Indian, they don't have that. Okay. If this happened in India, so it's no red envelope yet. But I exaggerate a little bit. You shouldn't take them seriously. And then he says, I kill, I cook, I offer it to you. It's your sin. It's your offense. Nói sao? Nói là con sát sanh. Đi lái là ha. Mà sang chưa giao sang chơi là không không. Nó giả mang như vậy. Nó cho mình ăn thịt. Cũng dường như mình xong nó là cái này là nghiệp của cô, nghiệp của tôi, chứ không phải nghiệp của con. Nhiều thuốc ấy. Thầy nhận cái thầy còn dối gì nữa. What do you do? Okay, Randy, what do you do now? What do you mean? You just ate it! It's not, he didn't. Huh? He ate it, but he didn't really eat it. You swallowed it, come on. There was a famous patriarch in China. They used to eat the squab every night, every day for lunch. And they said, how come the master gets to eat meat and we can't eat meat? And so you can't see because every time he eats those, he puts it there and he spit it out and there's those birds fly away and you cannot see them. Listen. Let's not talk about those Chan masters. Okay. I'm talking about you and me and the nuns. Okay? Because there are such people in the world. Okay? Ông này ông nói chuyện trên đời dưới đất không? I'm talking theory. I'm talking about real life. Ông này ông nói chuyện trên đời dưới đất không? Tôi hỏi cô với tôi đó. Mình tới, ta mời mình tới, mình cúng dường như vậy. Xong cho mình ăn thịt, xong uống rượu, xong là cái này lỗi của thầy, lỗi cô, cái lỗi của con. Mình nói gì bây giờ? Mình ăn ngon đi rồi. Bụng nó còn nó ửa. Hử? Chỗ chỗ nào? How can you deny that you have nothing to do with it? I'm no sage. What do you do? We definitely have something to do. Huh? What do you mean there's a big... He says, it's your offense. It's not mine. You ate it. That's not the very true offense. What? He's insulting you. He's insulting me. Yeah, but I think it has to do with the intent. Okay. Giving me some. What about the rest of you? Hiền nhã, hiền sao bây giờ, làm sao bây giờ? Nó tới, nó cho mình ăn thịt cầy đó. Thầy, người ta tạp kỷ như là tội. He said,
Then Randy, just like Randy said, they said, if you strike a thought, then it's your offense. That he intended to deceive. I mean, then the Sangha did not intend to. She's right. But I'm not ignoring her. That she's cheating from the books. Cái này là mừng trước sắc bởi nói, chứ không phải như thế. Okay, Hồng Yang, go. Yeah, Chrissy, go help her. Okay, now, what are you going to do if someone says that? Okay? Along, this is what the Buddha said, because the Pakala is out. Christy, this is what the Buddha answered. He says, sages who take, who accept this kind of offering, commit no offense. Because the Buddha and his all his disciples are all sages. You can't outsmart the Buddha. He knows it already. The sages who can eat meat, the sages are on the same line, you know, but the Buddha is this kind of more confrontational. He says, sages who eat these things, they don't commit offenses. You commit the offenses. See, you know, that for people, you don't know what I would have to go through to face this. I would be so upset. He said, I could be trivial. Nó hại mình, mà nó còn phản mình. Nó còn phản thầy. This is betrayal of your teacher. Yes. Yeah. These are sages, this is the Buddha with plenty of spiritual penetration. How can you possibly try to fool them? I'm saying that the sutra says if you want to harm the sages, you can't. It's just like it's just spitting against the sky. The spit will fall upon you. Kinh Tứ Thập Chư nói, quý vị mà hại thánh nhân, cố ý hại hại thánh nhân, không khác gì ngưỡng mặt lên trời nhổ nước miếng rớt sợi cái mặt mình thôi. You only hurt yourself, you cannot harm say. Không cách nào mà hại thánh nhân. They can try, but they will suffer. Hại thánh nhân họ rồi chịu cái quả rất là khổ rồi. Okay. Question. Sao mọi người nói gì không? Yeah. Mấy giờ đi hả? She remind me what time do you need to leave. She sort of wants to leave right now. Yes. If people cannot harm us, then why is there like a kill in our heart? What? If they can't harm us, then what? Why? The
kill arhats. To kill the arhats? Because they want to be killed. They don't mind being killed. It's a personal choice. Okay? I think I'm no arhat, so I don't know. I didn't go so far in my imagination. Yes. He's referring to the cause of falling to the relentless hell. Kill them all. But if his question is, if you cannot harm the sages, then why are arhats who are not even sages yet? Why are they killed? You harm them? Okay, I don't know what's going on. Sorry. See, he's stuck between killed and harmed. When you say harm, is that getting killed is necessarily you getting harmed as far as the arhat is concerned. It's only he's getting harmed from his perspective of an ordinary person. He sees it as being harmed. The arhat, who is a sage, does not see being killed as being harmed. I think that's how the arhat would explain it. Does it make sense to you, Danny? You see it as being harmed, but the arhat does not see it being harmed. Being harmed has a connotation, you have been taking a loss. You're suffering. The arhats don't suffer, they don't feel they're taking a loss at all. So therefore they don't feel that harm. Trả lời kinh điển này, không hỏi tại sao mà nếu như mà không thể hại thánh nhân thì tại sao mới có một cái những vị A-la-hán bị giết? Tôi nói là tôi không chắc, tại vì hỏi mấy A-la-hán này chắc ăn hơn. Theo cách suy nghĩ của tôi, người A-la-hán là họ không có sợ bị giết. Đừng có hiểu lầm những cái giết với hại. Cái người phàm phu mình thấy bị giết á, mình nghĩ là bị hại. Người A-la-hán đâu có nghĩ là bị hại đâu. Cái hại nó có ý nghĩa đó. Cái hại nghĩa là mình bị thiệt thòi. Ok, người A-la-hán đâu có thấy thiệt thòi gì đâu. Ừ. Đâu có màng đâu, đâu có lỗi gì đâu, không thấy lỗi gì đâu. Mình sợ mình bị hại, mình nghĩ mình bị thiệt thòi. Ông Mục Như Liên khi mà ngài mà quyết định mà để chết như vậy, ngài đâu có thấy thiệt thòi gì đâu. Thành đâu có bị hại. Thành nói cái chuyện giết với hại nó khác, ý nghĩa nó khác nhau. Cái người thường mình nghĩ là mình bị giết là mình bị thiệt thòi. À, còn cái người A-la-hán thì nhìn bị giết là không có thiệt thòi hết, chuyện thông thường. Không có sợ. Okay? You love them. Is it clear? It's about the distinction between harm and being killed. It's pretty subtle, but you can't confuse the two. Okay, are you back now? Anything else? Okay, so these bodhisattvas, I need to finish this point here because it's very important. If I'm in the Bodhisattva. The bodhisattvas listen to the Buddha Dharma, Phật Pháp mình rất là thâm sâu. Again, trở về cái ví dụ, cái Phật Pháp có nhiều cái khía cạnh khác nhau. Buddha Dharma has many facets. Okay. Thành ra tùy cái hướng mình đến, mình khó mình nhận ra. And therefore, it's very difficult for us to conceive of the conflicting aspects of the same teaching. Đấy, một cái pháp như vậy, một cái Phật pháp, một cái giáo như vậy, có nhiều cái khía cạnh khác nhau, nhiều khi nó tương phản nhau. Okay. It's because we living beings are so attached to marks. Cái này cơ quan kết quả mình rất quan trọng. This is very important part, very important, the distinction.
we living beings are so attached to mind, cái chuyện này quan trọng là cái chúng sanh chúng ta, phàm phu chúng ta rất chấp tướng. Okay. We are confused by manifestation. Cái bên ngoài đó làm chúng ta hiểu lầm. Okay. So, for example, in the example of the Buddha eating meat, nhà cái gì cái câu chuyện cái tên ví dụ hồi nãy là vị Phật với các ngài A-la-hán đó, họ đều ăn thịt. Của ông trưởng giả đấy. Okay. They're breaking the vegetarian precept, có nghĩa là họ đang phạm cái giới, phạm giới trai, trai giới. Can you say they're not breaking precept? Tại sao quý vị nói là người thường, sao quý vị có thể nói là người có dám, ai dám nói là họ không phạm giới đâu, họ ra ăn thịt không, nó phạm giới đâu. It's clearly the breaking precept, because they eat meat. Could you say it's because they don't have a mind in eating meat? That's right. So what happened is that the people, the living being, ordinary people, are seeing only manifestations. They're seeing a body, they cannot fathom the mind. Okay. Người thường phàm phu chỉ thấy được cái tướng này, cái tướng của người đàn thì không thấy được cái tâm của người đàn. They cannot see the mind of these people. Okay. You cannot break precepts unless you intentionally are breaking. You intend to break it. Quý vị không có phạm giới, trừ phi quý vị cố ý phạm giới gọi là phạm giới. Còn nếu mà không biết là không phải phạm giới. If you don't know, you're not breaking precepts. I take it a step further. Một cái bước khác nữa. These people, cái người giảm thêm quý vị rõ hơn nữa. Cái người phàm phu, cái vị trưởng giả vẫn còn thấy thịt. Với lại rau. This elder still sees meat and vegetables. The Arhats and Buddhas no longer see meat or vegetables. They all say, ngược lại cái vị A-la-hán, cái vị Phật, đó, họ không còn thấy thịt, không còn thấy rau, họ thấy thịt với rau chỉ là một thôi. So whether they eat rice, or vegetable, or meat, it's all the same. Họ đi ăn cơm, hoặc là bún, hoặc là rau, hoặc là thịt, đó, cũng là một thôi. Không khác. Now, I don't want the rest of you go out there and say, okay, I'm going back to eating meat now because it's the same. No, actually, it's the same. It's all the same. Tôi đang nhắc cái gì cái chuyện này. Xin yêu cầu quý vị đừng có lật tật bày về nhà mà nói thôi. Từ đây về sau, con ăn chay, không ăn chay nữa, con ăn mặn thôi. Tại thầy mới nói là mặn với chay nó khác nhau vậy. Okay, you can't do that. Làm như vậy là không đúng. Unless you join the retinue of the demon, to be maybe theo cái đường ma của ý rồi. You better eat vegetarian until you are able to not differentiate. Cái việc chịu khó ăn chay thời gian đi, cho tới trình độ nào mà không còn ngày đó mà hiểu được, thì thiệt không thấy còn chay cũng còn thấy thịt nữa, cái đó mới ăn thịt được. Chứ còn lúc này còn ăn thịt là it's premature for Randy to go back to eating meat. Okay. Questions, comments? Ai có ý kiến thắc mắc gì không? Okay, we still have 10 more minutes. And then we have to leave. Okay, we have to be on time. Mình chỉ soạn xong rồi thôi. You only hop on the car and go because we time is kind of time constraint. Mình hơi kẹt bây giờ một tí. Chẳng ra mình chỉ xong cái leo lên xe mình đi thôi. Okay. How many of you are going, by the way? Bao nhiêu người đi? Một, two. Raise your hands, please. Chỉ sọc. Một, hai, ba, bốn. Năm, sáu, bảy, tám, chín, mười. The kids are going, mười bốn. Hey, there's not enough cars. Then we have to go to 3 cars. Okay. How many of them hands again? Let's show hands again. Okay.
One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Okay, 17. That means we need three cars. I just said, who's going to drive now? We have two vans. Jimmy will drive one. Okay, there you go. Jimmy will take care of everything. Let's give Jimmy some money for the gas. You should go see Wan Yin and make something, get something from Wan Yin. Okay. Alright, let's finish this slide and then we can leave, okay? If we speak quickly, we can leave. Number 26, they will be intelligent and have sharp faculties. Thông minh và lợi căng. You're very smart, have excellent memory, and very wise. Vừa thông minh, vừa trí nhớ rất là tốt và rất là có trí tuệ. Your eyes are very bright, can see very far, mắt rất là sáng, không cần mang kính, and nhìn rất là xa, giống như mắt dì hồ. Your ears are very sharp, tai rất là thính. All six organs are very sharp and acute. Lực căng đều rất là bén nhạy và sắc sảo. Okay, any questions? Ai thắc mắc gì không? Clear. It's clear? Okay, clear, then we can stop and here, because we need to stop a little early, because we need to get going, because we don't want to be late. Nếu mà quý vị có thắc mắc gì thì mình ngừng lại đây sớm sớm tí xíu này, tại vì mình không muốn tất cả làm cái gì nào. Okay, transference.